tích cực, chủ động thực hiện đồng thời các bước quy trình nhằm sớm giải phóng mặt bằng cho hơn 6,5 km đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn. Huyện Văn Lâm vừa có tờ trình đề nghị chấp thuận vị trí lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng 4 nghĩa trang nhân dân để phục vụ việc di dời trên 1.100 ngôi mộ. Theo đó, huyện Văn Lâm đề nghị quy hoạch mở rộng 4 nghĩa trang với diện tích 2,4 ha. Đến nay đã vận động được 5 hộ có đất nông nghiệp trong khu vực dự kiến mở rộng nghĩa trang thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh tự nguyện bàn giao trước gần 1.400 m2 đất để phục vụ di chuyển mồ mả, hoàn thành rà soát quy chủ đất nông nghiệp của các hộ trong khu vực dự kiến mở rộng nghĩa trang. Qua tuyên truyền vận động, các hộ đã chủ động di chuyển 656 ngôi mộ trước khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ đạt gần 80% số mộ đã quy chủ. Xã Lạc Đạo phối hợp di chuyển 2 mộ có tính chất phức tạp ra vị trí mới an toàn. Các mộ có chủ còn lại và trên 300 ngôi mộ vô chủ sẽ được di dời ngay sau khi 4 nghĩa trang mở rộng được hoàn thành. Huyện Văn Lâm cũng đã thực hiện chi trả tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho hơn 240 hộ đã di chuyển mồ mả ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng với số tiền gần 3,2 tỷ đồng.